Người xưa vẫn dạy, rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân và khí không hộ mệnh. Sắc là dao cạo xương. Làm người nếu lúc nào cũng ham muốn sắc dục sẽ tổn thương đến nguyên khí, dẫn đến bệnh tật. Bạn phải nhớ bốn thứ, bốn điều sau cần tránh để cuộc đời muốn thành danh. Thứ nhất, rượu không hộ hiền. Có câu rượu chính là thuốc độc ngấm vào ruột. Tứ nghĩa về mặt có thể hiểu rằng, mặc dù rượu là thứ chẳng thể nào thiếu trong cuộc sống đời thường, nhưng uống rượu hại thân là điều bất kỳ ai cũng thừa biết. Nếu như một người không biết kiểm soát được hành vi của mình, mỗi lần uống rượu đều khiến người khác chán ghét và xa lánh. Rượu không hộ hiền nói rằng phẩm chất của một người có phẩm đức cao thượng, nếu như uống rượu quá lường, chắc chắn sẽ gây ra những điều không thể lường trước. Thứ hai, sắc không hộ bệnh. Cổ nhân có câu, sắc là dao cạo xương. Làm người nếu lúc nào cũng ham muốn sắc dục sẽ tổn thương đến nguyên khí, dẫn đến bệnh tật. Điều này làm ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống sau này. Nếu phóng túng quá độ, khẳng định sẽ gây ra những tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe thân thể. Thứ ba, tài không hộ thân. Cổ nhân chỉ ra giữa những người thân thích với nhau thì nếu xuất hiện những vấn đề như tiền bạc thì chắc chắn sẽ dẫn tới những giãn tình cảm, mối quan hệ của nhau. Thế nên trong cuộc sống, dù là người thân hay bằng hữu thì cũng có thể vì lợi ích mà trở thành thù. Thứ tư, khí không hộ mệnh. Người xưa có câu, khí là mầm dễ gây tai họa. Bởi một người đang lúc tức giận, lưu lượng máu tăng nhanh, điều này chắc chắn sẽ làm người ta trở nên kích động. Trong cuộc sống có rất nhiều ví dụ như vậy. Có những việc tưởng chừng nhỏ nhặt, thế nhưng chỉ vì kích động mà dẫn đến xô xát lẫn nhau. Bởi thế, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng. Nếu như tất cả mọi người đều có thể hiểu đạo lý này, thì có lẽ những tranh chấp và mâu thuẫn sẽ ngày càng ít đi.